kính chào toàn thể các bác quay trở lại với kênh âm thanh của em Thế Anh Audio. Ngày hôm nay thì cửa hàng bên em lại tiếp tục lên video giới thiệu về một cái mẫu đẩy mà trong thời gian vừa qua có khá nhiều là các bác quan tâm. Mẫu đẩy DAX K4000, một mẫu đẩy 4 kênh, mẫu đẩy chạy nguồn xung. Đấy, mẫu đẩy này thì một kênh của nó sẽ cho ra là 800W một kênh. Đấy, thì mẫu đẩy chạy nguồn xung này có một cái đặc điểm là nó sẽ nhẹ hơn cái mẫu đẩy chạy nguồn xuyến nhá. Nguồn xuyến thì cục nguồn nó to như thế này này. Đấy. Một mẫu đẩy nguồn xung chạy mạch glass TD. Đặc điểm của cái mạch glass TD này là có hai cuộn dập xung này, hai cuộn tiến áp này. Đấy, và cái mẫu đẩy này thì phù hợp với gia đình các bác nào có thể ghép với 4 chiếc loa full 40 và một xúc kép 40-50 thì các bác ghép nhé. Thì mẫu đẩy này thì cửa hàng bên em đang chào bán với mức giá là 4.800.000 đồng, 4.800.000 đồng, rẻ hơn so với các cửa hàng khác khoảng ít nhất là 2 triệu. Với cái mẫu đẩy này mà các bác mua ở các kênh khác thì thường là giá nó sẽ dao động từ 7 triệu, trên 7 triệu các bác nhé. Thì cửa hàng bên em là sẽ bán cho những cái bác nào mà đang quan tâm ủng hộ đến kênh của em Thế Anh trong suốt thời gian vừa qua. Các bác đang xem video thì đừng quên là tặng cho em Thế Anh một nút like này. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để nhận những cái video mới nhất của bên em, để không bỏ lỡ các cái video mới nhất các bác nhé. Bằng nhanh tay chốt đơn chốt sản phẩm này thì hãy gọi cho em Thế Anh đi. Thì thời gian vừa qua thì có khá nhiều là các bác quan tâm đến cái mẫu đẩy 4 kênh này. Đấy, do cái nhu cầu sử dụng của gia đình ngày càng là nhiều. Đấy, trước đây thì các bác có thể là đánh một đôi loa, sau rồi nâng cấp thêm một đôi loa trợ lời và một con súp. Thì cái 4 kênh này nhá. Đấy, nhỏ gọn này, nhẹ nhàng này, nhẹ hơn so với khá là nhiều nhá. Một kênh của nó là 800W một kênh. Đấy này thì bên trong nội thất này em sẽ giới thiệu qua cho các bác trong nội thất của đấy này. Đấy, đấy các cái tụ lọc 200V các bác nhá. Một tụ này 4 tụ này, một tụ là 200V. Đấy, trong bên này là còn 8 tụ nữa, 8 tụ 100V này. Đấy thì chạy sò NGVK thì chắc là không cần phải giới thiệu nhiều đúng không ạ. Thường thì các cái mẫu đẩy bãi mà hàng công ty nhá thì sẽ cho ra chất âm hay. Vì sao ạ? Vì nó là hàng công ty. Đấy, hàng chính hãng, chất lượng linh kiện tốt. Đấy, chất lượng linh kiện của em này rất là tốt nhá. Chất lượng linh kiện tốt thì dẫn đến cái độ bền của nó cao và đưa ra chất lượng âm thanh là hay, rõ nét, chi tiết, đặc biệt là không nhiễu, không tạp âm mà giá thì lại rẻ. Đấy, thì đây là cái cơ hội để các bác sở hữu cho mình những chiếc đẩy hàng công ty với chất âm hay mà giá lại rẻ. Đấy, mà với cái cục đẩy này thì nó cũng không cần quá nhiều sò đâu, vì nó là mạch công nghệ mới mà, mạch glass TD. Đấy, cục đẩy nhiều sò hay ít sò thì khỏe hơn, nhiều sò ít sò thì khỏe hơn và lực hơn ạ. Thực ra thì đây là mạch cải tiến mạch glass TD mà. Đấy, cái điều quan trọng nhất là cái chất lượng linh kiện và cái công nghệ của đẩy đưa ra. Thì đẩy DAX này K4000 nó đưa ra cái công suất là 800W một kênh. 800W một kênh phù hợp với các bác là ghép cho mình là hai đôi loa full 40 hoặc là một đôi loa full 40 và một đôi loa trợ lời, và chúng ta có thể chập kênh nhé. Đẩy này có thể chập kênh lại đánh súp này thì nó sẽ lực hơn, và có chế độ cắt súp, có đầy đủ chế độ cắt súp ở đằng sau nhé. Đấy, em xin báo lại mức giá của đẩy này một lần nữa. Đấy, cửa hàng bên em chào bán mức giá là 4.800.000 đồng, 4.800.000 đồng cho mẫu đẩy DAX K4000. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại của em ghi bên dưới màn hình. Em xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video kế tiếp.